chào các bạn. Hiện tại thì chú Diễm đang ở phòng posting của iFocus và chúng ta đang trong giai đoạn hoàn thành video clip màu xanh. Nói về ca khúc màu xanh này thì nó là một quá trình rất là dài, bởi vì ca khúc này được ra mắt khán giả trong album online của chú Diễm vào năm ngoái, vào đúng dịp giờ trái đất năm ngoái. Và cái cảm xúc khi mà mình thực hiện ca khúc này đó là mình nghĩ đến một cái sự việc nó đang diễn ra mà khi mà tất cả mọi người cùng nhau chung tay góp sức bảo vệ môi trường. Ok. Đây là cái scene breakdown này đó, đây là 35 cảnh xúc và có thể là cộng thêm nữa, có thể là như nó lên tới 50 lần. Nhưng mà hopefully là 35 là quá đủ cho chúng ta rồi trong ngày hôm nay. Hy vọng sẽ xong sớm. Khi các bạn xem, các bạn sẽ thấy cái cảnh quay là một cái núi rác rất là khổng lồ, rùi bay khắp nơi. Cảnh tượng thì rất là ghê gớm. Thì 10 anh thiết kế đã phải hy sinh bước vô đó và bới rác. Cái đường link của mình á, nó kéo xéo bên đây nè, nó sẽ thấy á, đồ chơi bên này rồi đồ chơi bên kia nữa, cái núi bên kia nó sẽ làm hậu cảnh. Vật đặc biệt mà xuất hiện trong video clip đó là hình ảnh một đứa trẻ, em bé, một cái em bé có đôi mắt rất là thơ ngây, một cái thân hình thì còm cõi, cái nụ cười trong sáng của em giống như là làm bừng lên cái không gian tối tăm cái nơi bãi rác đó. Ê, trời ơi. Có sao không con? Chưa. Rồi nè. Chú kêu che, con giơ tay lên che nha. Rồi, xong cắt là một cái khác. Em bé thì hơi bị trắng, thì phải có một phân đoạn gọi là phải làm đen em trước khi trước khi ra trường quay, thì chúng ta có một cái nhân viên make up gia trí phủ lại chút nữa, đen lại chút nữa rồi cái mắt của nó đó, cho nó đen mắt rồi chó mua mắt mũi vậy đó. Ơi sao mà chó đen gì. Thật là may mắn quá đi, vì mình bắt đầu mình được quay bằng máy rét nè, mình được có những cái đội ngũ chuyên về ánh sáng rất là tốt nữa, mình cảm thấy rất là vui. Sau đó thì Diễm mới nghĩ trong cái kịch bản đó thì mình cần rất là nhiều người tình nguyện để mà tham gia video clip này. Thì con số dự trù là khoảng 100 người. Thì cuối cùng thì cũng đã có đủ số tình nguyện viên như mình mong muốn rồi. Bây giờ nè, tất cả chú ý là khi mà Trúc Diễm sẽ làm cái gì trước, mọi người sẽ làm theo sau. Rồi, cho tôi xin rồi lên trên đầu luôn. Rồi. Bốn người đằng sau đi lên. Dạ, bốn người đằng sau xích lên. Xích lên nữa. Lên cái hàng trên đây luôn. Không ai đem cái đó. Rồi,
Rồi, đứng lên nè, đứng nè. Dạ, nhận người đi. Xã hội chi nè, trời ơi. Đừng biết bớt đi, con ơi. Video clip này được gửi đến tất cả các bạn, tất cả công chúng, và Diễm hy vọng rằng là những cái thông điệp về môi trường mà tất cả mọi người trong video clip đã cùng nhau làm việc và cố gắng có thể gửi đến quý vị khán giả một cái hình ảnh đẹp nhất, ấn tượng nhất, và những cái thông điệp về môi trường có thể làm thay đổi những cái suy nghĩ trong chúng ta. Chỉ bằng một hành động nhỏ nhoi thôi, nhưng mà chúng ta có thể thay đổi cả thế giới. Bì đậu xanh tương lai. 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 iFocus team là một cái team mà làm việc chuyên nghiệp nhất từ đó tới giờ mà Diễm được hợp tác. Diễm làm việc với rất là nhiều người và Diễm cảm thấy rất là thích. Và nhưng mà một cái đặc biệt của iFocus đó chính là mọi người làm việc rất là nhiệt tình mà rất là vui vẻ nữa. Diễm cảm thấy mọi người cười nói với nhau giống như là một gia đình vậy đó. Điều đó là khi mà mình đi quay thì mình ít thấy ở những nơi khác. Camera rolling. And cut.